Song Long Media xin chào các bạn. Hôm nay kênh YouTube của bên mình sẽ làm một clip unbox sản phẩm XB950B1 của Sony, và đây là hàng chính hãng được Sony phân phối tại Việt Nam. Và khác so với cả Sony XB950 năm ngoái thì năm nay Sony 950B1 có 3 màu sắc, đó là chính là màu đỏ mới nhất bây giờ và màu đen, màu xanh. Thì mình xin phép unbox cái màu đỏ này bởi vì màu đỏ rất là đẹp. Thì hai màu này mình sẽ để lúc khác mình sẽ unbox nhé. Ok, quay trở lại với cả sản phẩm của chúng ta. Thì các bạn lưu ý luôn là cho mình đa cấp một tí, là trong cái thời gian này khi mà các bạn mua sản phẩm Sony Xtrabox XB950B1 tai nghe Bluetooth này, thì các bạn sẽ được tặng một chiếc bao da cao cấp của Sony. Và chiếc bao da này thì đựng vừa luôn với cả XB950B1 này. Và trị giá của cái bao da cao cấp này là 250.000. Đấy, các bạn sẽ được tặng kèm khi các bạn mua một sản phẩm Sony này nhé. Ngoài ra thì các bạn còn được tặng cả phần quay nữa. Đấy, con quay spinner đang rất là hot. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính. Sẽ mở hộp cho bạn chiếc tai nghe này. Và mình sẽ lược qua một chút về cái thông tin bên ngoài vỏ hộp. Thì đây là tai nghe Sony dòng Xtrabox MDR XB950B1. Và đây là hàng của Sony Việt Nam phân phối. Và nó được sản xuất tại Trung Quốc. Đó. Về phía trước mặt hộp thì hãng show ra luôn cho các bạn những cái thông tin chi tiết về sản phẩm. Ví dụ cái dòng này thì vừa cắm dây được audio 3.5 này, và vừa nghe được Bluetooth này, thì nó ghi wireless đây, và có tích hợp NFC, Bluetooth. Đó, và có dây tương thích cho các hệ điều hành của trên các cái máy smartphone bây giờ. Và nó có cái chế độ là HD Voice, có nghĩa là tích hợp cái micro sẵn trong tai nghe và mang lại cho chúng ta cái chất lượng đàm thoại rất là cao. Và Voice Assassin Function, có nghĩa là cái nút để chúng ta bấm vào là gọi những cái trợ lý ảo trên cái chiếc điện thoại của chúng ta. Và thời lượng pin của nó là có 18 giờ. Đó. Và cái earpad của nó ghi là dòng này là dòng full size, và các bạn đeo vào thì nó sẽ có cái cảm giác là được thoải mái khi chúng ta đeo trong thời gian dài. Và bên cạnh này thì có một chiếc tem phụ của hãng, tem phụ nhập khẩu. Cạnh còn lại thì có chữ Xtrabox. Và mặt sau thì rất là nhiều những cái thông tin chi tiết nói về những cái thông số kỹ thuật của chiếc tai nghe này. Và ở đây thì có đặc biệt, chúng ta nhìn thấy ở đây là có cái chip xử lý Bluetooth là của Qualcomm chuẩn aptX, có nghĩa là mang lại cái chất lượng nghe không dây như là trên CD. Và hãng có cho chúng ta lên cái chợ ứng dụng của Google hoặc là App Store để chúng ta download cái phần mềm về phần mềm này gọi là SongPair, để cho chúng ta quản lý những cái thiết bị của Sony mới tốt hơn. Vâng, và bây giờ mình sẽ mở hộp nó xem bên trong nó như nào nhé. Xem có khác biệt gì so với cả chiếc XB950BT năm ngoái hay không. Đây, thì hãng có một cái tờ rơi ở đây để nhắc nhở chúng ta hãy lên chợ ứng dụng để đào cái phần mềm SongPair của Sony về. Phần mềm này là Sony hỗ trợ chúng ta đào miễn phí. Đây, và bên trong của hộp sản phẩm đây, một lớp nữa, phía bên trong là thân sản phẩm. Đó, và cái khay này là khay đựng phụ kiện, thì mình sẽ mở cái khay đựng phụ kiện ra trước, còn cái vỏ này mình sẽ ghép để làm khác. Chúng ta có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này, cái này thì các bạn về đọc sau. Chúng ta có một cái tờ rơi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có hai phụ kiện nữa, đó chính là một chiếc dây sạc cổng micro USB, và một cái nữa là chính là cái sợi dây audio 3.5, hai đầu 3.5, để cho chúng ta nghe có dây. Khi mà chúng ta hết pin hoặc chúng ta không có nhu cầu nghe Bluetooth thì chúng ta sẽ cắm cái dây này vào. Ok, và cuối cùng là đây là thân sản phẩm và nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc tai nghe Sony XB950B1 đời 2017 mới nhất bây giờ. Và về cái thiết kế tổng quan của nó thì không khác gì so với cả XB950BT, bởi vì đây nói thật là nó là một cái bản nâng cấp nhẹ thôi, chứ không phải là nâng cấp quá nhiều. Về cái phần ear cup này, chúng ta có thể xoay được 90 độ. Đấy, giúp chúng ta để được tai nghe ở đây. Đấy, hoặc là gấp gọn vào khi di chuyển, chúng ta lật lên như này. Và cái gọng này của nó thì được làm bằng kim loại nhé các bạn nhé. Được làm bằng kim loại thì khác với cả năm ngoái, thì cái này gọng này cũng được sơn màu đỏ, đỏ toàn phần luôn trên chiếc tai nghe này, không có chút gì là cái màu khác cả, tạo lên một cái thiết kế nó liền lạc, nó nguyên khối hơn.
Đấy, hai bên thì là gọng kim loại và có chữ wireless ở bên này. Ở đây là có logo của Sony, họ dập cái logo chìm vào đây ở hai bên bằng kim loại. Đó. Và sơn thì được sơn bằng sơn nhám. Cái bề mặt này cũng sơn nhám này, trên này cũng là sơn nhám này. Còn gọng cái headband ở trên đầu này thì cũng được làm bằng kim loại nhôm, nhôm phay. Đấy, tạo cái cảm giác khá là sang trọng. Và ở phía dưới này thì là một cái lớp đệm mút rất là mềm cho chúng ta đeo lâu mà không bị đau đầu. Đó, cái lớp mút này theo mình giá thì rất là mềm. Và đây là bên biểu tượng R là bên tay phải, L là bên tay trái. Ok, và phần quan trọng nhất là những cái cụm phím và điều khiển và phần cứng của trên chiếc Sony XB950B1 này. Các bạn nhìn thấy ở tai bên phải có cái ký hiệu chữ N đây, biểu tượng cho NFC. Chúng ta sẽ có kết nối một chạm cho những thiết bị có NFC, chúng ta chạm vào đây. Và ở phần dưới cái củ loa này, chúng ta gồm những cái thành phần phím bấm vật lý như là tua bài này, đùi bài này, chơi nhạc và đồng thời cũng là nút nghe gọi khi mà có cuộc gọi điện thoại đến. Và ở đây là có biểu tượng cộng trừ thì là tăng giảm âm lượng. Và ở đây cái nút thanh ngang này thì nó có ở nút cộng thì nó có một cái mẩu nhựa nó nhô lên. Thì cái này là dành cho những người khiếm khuyết. Chúng ta sờ ở đây chúng ta nhìn thấy nó nổi lên thì biết là dấu cộng. Ok, và phía bên tay trái còn lại thì là sẽ có gồm có một cái lỗ nhỏ ở đây. Thì ghi là micro, đây chính là cái lỗ để chúng ta đàm thoại và hút cái thu cái âm thanh của chúng ta vào đây. Và cái input này chính là cái lỗ âm thanh 3.5, jack audio 3.5 đây, như vừa nãy mình đã nói rồi, các bạn cắm cái dây này vào đây. Khi mà chúng ta không cần sử dụng nguồn, không cần Bluetooth, chúng ta nghe qua có dây như cái tai nghe thông thường. Và cái cổng này là cổng sạc micro USB để chúng ta sạc điện. Bên cạnh cổng sạc điện thì chúng ta còn có một cái nút, nó là cái nút bass effect. Đấy, nó là cái thay đổi cái hiệu ứng âm bass của cái trên chiếc tai nghe này, cũng rất là thú vị. Và bên cạnh cái bass effect này, nó là cái nút nó là một cái đèn led nhỏ để thể hiện cái biểu tượng cái chế độ bass này được bật hay không. Đấy, như vừa nãy mình đã. Và cuối cùng là nút nguồn. Cái nút nguồn này chúng ta giữ vài giây thì khi nào đèn xanh đèn đỏ chớp liên tục thì nghĩa là đang phát ra tín hiệu để cho chúng ta thu nó vào trên chiếc điện thoại. Và đây là cái đèn biểu tượng cho cái chế độ bass effect này. Vâng. Và phía bên gọng này thì gồm có một cái chữ Sony chữ MDR XB950B1 nữa để cái ký hiệu cái model này. Và mình sẽ đeo thử nó lên, các bạn xem mình đeo thử nó lên xem cái kích thước nó có quá to hay là nó có bị thô không nhá. Nhưng mà theo cá nhân mình thì nó rất là đẹp, nhân tiện mình vừa mới mua cái áo đỏ xong thì cho các bạn đeo cái tai đỏ này luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc cái món quà này ra nhé để thử được mấy cả chiếc tai nghe Sony XB950B1 này. Phải nói là hãng rất là chu đáo. Thực ra tặng cái này thì nó chỉ có trong một thời gian nhất định thôi, nhưng mà bên mình đã nhập được cái số lượng lớn, nhưng mà xin được hãng cái chiếc bao này để tặng cho các bạn. Cái bao này rất là trị giá, bán lẻ bên ngoài các bạn search thì bạn thấy giá của nó là 250.000. Chiếc bao đẹp không? Đó. Có cái logo của Sony kim loại màu vàng ở đây và xung quanh là chất liệu vải thô và ở viền này nó được làm bằng da và có khóa kéo. Đây, khóa kéo còn có cả móc treo để cho các bạn móc lại nhé. Rất là chu đáo luôn. Rồi, ok, chống sốc này, toàn rác. Ok, đây là lòng trong của chiếc bao. Và nó có một cái ngăn phụ nữa, các bạn nhìn thấy đây không? Đây là cái ngăn phụ này. Đó, cái ngăn phụ đây, và có khóa kéo. Đấy, để cho chúng ta để dây sạc này, ví dụ dây sạc này. Đó, chúng ta để vào đây, dây audio này. Chúng ta cũng để luôn vào đây. Đấy, vừa luôn tất cả. Và kể cả các bạn có dây sạc điện thoại, các bạn để đốt đây, thẻ nhớ các thứ ABC. Đấy, chúng ta kéo lại, và trên tai nghe chúng ta bẻ ra như này. Đấy, chúng ta cho vào đây. Đấy, các bạn, như các bạn nhìn thấy là đây là khi mà lúc nào thì nó vừa in luôn. Đấy, rất là vừa bạn. Ok, và hiện tại cái sản phẩm này thì đang có tại tất cả các chi nhánh của Song Long Media và có hàng để cho các bạn trải nghiệm thử. Các bạn nếu các bạn muốn nghe thử hoặc mua sắm thì mời các bạn cắt qua các chi nhánh của Song Long Media để được trải nghiệm miễn phí sản phẩm. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.